Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Toyota Corolla Artis phiên bản 1.8G sản xuất là 2016 Xe có ngoại thất là màu bạc nội thất ghế da màu kem Làm bánh với quãng đường là hơn 60.000 km biển Hà Nội Xe cực kỳ đẹp, chủ xe đi rất giữ gìn Lịch sử bảo dưỡng tại hãng đầy đủ các bác có thể quan tâm thì có thể liên hệ em hoặc qua trực tiếp cửa hàng là số 18 Thành Thái, Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội. Với chiếc xe bán ra thì đơn vị sẽ cam kết rõ về chất lượng cũng như là pháp lý của chiếc xe. Có hỗ trợ thủ tục sang tên, vay trả góp ngân hàng. Anh chị và các bạn xem cần xem trực tiếp thì có thể qua số địa chỉ đơn vị là 18 Thành Thái, Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội. Auto tô Lam Việt để xem xe và lái thử. Bây giờ em sẽ mời anh chị bạn cùng đi tham quan chi tiết về chiếc Toyota Corolla Artis phiên bản 1.8G này. Một chiếc xe rất đẹp ạ. Với Artis thì nó sẽ có hai khối động cơ tùy chọn để anh chị bạn có thể lựa chọn là 1.8 và 2.0. Với bản 1.8 thì nó sẽ có là 1.8G số sàn và 1.8G số tự động. Phiên bản em đang giới thiệu anh chị và các bạn đó là phiên bản số tự động. Các chi tiết về sơn si, ngoại thất cũng như là các phần mép lối mép cảng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng rất là đẹp từ cái phần đèn. Đèn xe của chiếc xe thì vẫn trang bị ở đèn halogen, đèn sương mù dạng halogen, mâm thì trang bị mâm đa chấu hợp kim với những thanh đa lan, trông rất là bắt mắt. Gương kính chỉnh điện tích hợp, báo rẽ đầy đủ cho anh chị và các bạn. Không gian bên trong thì các bác có thể tham quan qua thì không gian bên trong rất là rộng rãi, với những cái chi tiết phí bấm rồi tay nắm cửa Mọi chi tiết vẫn còn rất là đẹp Ghế thì trang bị ghế chỉnh điện đa hướng Chất lượng ghế da thì các bác có thể quan sát qua cùng em Ghế lái và ghế phụ Để đánh giá tổng quan hơn chiếc xe này Xe sản xuất là 2016 Đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn Lên tới 70% giá trị xe Chi tiết cụ thể anh chị và các bạn hãy liên hệ em Em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo về mẫu atit này. đây là những cái phần thông tin giải trí của chiếc xe, cũng như là các phần phím bấm điều chỉnh chức năng, cần số thì trang bị cần số xích rắc. phiên bản này nó vẫn sử dụng là phanh cơ, anh chị ạ. em sẽ quay qua tầng bốn cánh cửa để anh chị bạn có thể tham quan qua. đây là phần cánh cửa hàng ghế thứ hai, khoang hành khách đấy, rộng rãi cho ba người ngồi với những chi tiết uh, bệ thì tay cũng như là có trang bị ba tựa đầu không gian bên trong anh chị bạn thể thấy qua thì nó rất là rộng rãi với dòng toyota là một dòng xe nó rất là lành ít hỏng vặt và được rất nhiều bác cũng quan tâm và số rất là ngọt với hệ thống cốp của chiếc xe thì cũng trang bị hệ thống cốp rất là rộng rãi và những cái phần cánh cửa của chiếc xe em sẽ quay để các bác có thể thấy rõ qua từ những phần mép ghế đến những cái phần chỉ khâu Chu xe thì đã trang bị một nốt thảm trải sàn cùng màu với phần màu nội thất của chiếc xe để tăng cái tính thẩm mỹ cũng nhờ giúp cho chiếc xe nó sạch hơn có ốp chống xước bậc lên xuống không gian bên trong các bác có thể quan sát cùng em những chi tiết với một mẫu xe nó, nó mang tính thực dụng và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về cái phần máy móc của chiếc xe để đánh giá tổng quan hơn về chất lượng của mẫu xe này đây là khoang máy của chiếc xe anh chị nhé xe đã sử dụng khối động cơ mới là đua vvti những chi tiết về ốc dằng đầu ốc khung xương rồi ốc bật máy keo bật máy mọi chi tiết còn nguyên bản và chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G sản xuất 2016 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 565 triệu. À, xin lỗi anh chị và các bạn là 556 triệu. Còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Chi tiết cụ thể các bác có thể qua làm Việt Auto, địa chỉ đơn vị là số 18 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ xin chào và hẹn gặp lại